Hey, xin chào các bạn. Khi các bạn học bất kỳ một cái công nghệ nào hay một cái framework nào thì việc thực hành nó là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những bạn mới, việc thực hành nó sẽ giúp cho các bạn hiểu kỹ và hiểu sâu vấn đề hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn chạy chương trình lên và nhìn thấy kết quả của nó, lúc đó mới là lúc mà các bạn thực sự hiểu hơn về nó. Đối với mỗi chương trình, chúng ta cũng đều có mini project. Nó giúp cho chúng ta hệ thống lại toàn bộ những cái kiến thức mà các bạn đã học. Và qua đó, nó sẽ giúp cho các bạn sâu chuỗi lại được những kiến thức đó thông qua việc các bạn làm các chức năng trong cái project đó. Và ở khóa view này của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có một cái mini project để giúp các bạn hiểu hơn về những cái mà chúng ta đã học trong thời gian qua. Và qua đó, nó cũng sẽ sâu lên được cái năng lực của các bạn, xem là các bạn hiểu được nó như thế nào và các bạn làm nó như thế nào. Tất nhiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu cho đến cuối, từ lúc bắt đầu cho đến khi chúng ta hoàn thiện cái project này. Nhưng mình vẫn muốn là mặc dù đã được hướng dẫn thì các bạn vẫn phải tự code từng dòng code ở trên máy của mình để các bạn kiểm chứng được cái năng lực của mình và cái kiến thức của mình nó đang ở cái ngưỡng nào. Cái điều này rất là quan trọng. Đó, thì không lan man nữa, mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cái project này của chúng ta nó như thế nào. Các bạn có thể nhìn qua ở đây. Đây là một cái view mini project. Và chúng ta sẽ có các chức năng như là quản lý sản phẩm, quản lý user. Đó, hai cái đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ sử dụng router vào từng page một. Ok chưa? Và ở mỗi phần quản lý thì chúng ta sẽ thực hiện các công việc như là thêm, sửa xóa. Được chưa các bạn? Và cuối cùng chúng ta sẽ có phần đăng nhập, đăng xuất, quản lý cái authentication, cái phiên làm việc của user khi họ đăng nhập vào trong ứng dụng của chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Thì project này sẽ show lên cho các bạn tất cả những điều đó nhé. Đây là giao diện tĩnh của cái project này và mình có chuẩn bị ở đây để các bạn có thể lấy và sau này làm theo. Có nghĩa là các bạn sẽ lấy về và làm từng bước giống như mình làm thôi. Ok chưa? Và đây là cái guideline mình sẽ để ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là từng bước và những cái đầu mục lớn chúng ta cần chuẩn bị để làm cái project này. Rồi, ok, đơn giản như vậy thôi. Phần lead của project này nó sẽ như thế này. Đó. Ok chưa? Khi kích vào thì nó sẽ nhảy sang phần form. Phần form chúng ta xử lý thêm, sửa xóa, validate các thứ. Phạm vi kiến thức của project này thì nó không nằm ngoài những cái chúng ta học các bạn nhé. Và mình cũng không sử dụng bất kỳ một cái thư viện nào ở bên ngoài, tạm thời là như vậy. Để làm sao? Để các bạn hiểu được bản chất và các bạn hiểu được cách giải quyết vấn đề cho từng cái case cụ thể. Đó, còn sau này các bạn đi làm rồi các bạn có thể đưa bất kỳ một cái package nào vào để các bạn làm cho nó nhanh thì cái đó mình cũng hoàn toàn ủng hộ thôi, bởi vì trong thực tế mình cũng đang làm như vậy. Ok, chúng ta bắt đầu nhé.